Ngày 22 tháng 10 tại Trường Sĩ quan Chính trị, Ban Thanh niên Quân đội và các đơn vị có liên quan đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên cho 100 học viên là cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên trong quân đội năm 2024. Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, cơ quan thường trực đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Trung đoàn, Trường Sĩ quan Chính trị lựa chọn những nội dung cơ bản, thiết thực, giảm lý thuyết, tăng nội dung thực hành và kỹ năng mềm cùng các nội dung tham quan, trao đổi mô hình sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên với 16 chuyên đề lý thuyết và hoạt động tham quan, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn tại 8 đơn vị. Đây là những nội dung cơ bản về lý luận, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên phục vụ trực tiếp cho quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ đoàn trong toàn quân. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về đơn vị, các đại biểu sẽ nhanh chóng vận dụng linh hoạt những kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào thực tiễn hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên ở đơn vị, chủ động tham mưu với thủ trưởng đơn vị, tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ đoàn theo phân cấp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.